Ok, và hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Nghĩa Gamercast đây. Và hôm nay mình xem trên mạng thấy cái map thăm nhà anh Jackie cuối cùng cũng được ra mắt. Ok, và có nhiều bạn ở dưới video hỏi đấy, mấy người đó là cài map vào như nào. Thì mình đã lấy được cái link để tìm hiểu cách cài map cho những bạn nào chưa biết nha. Ok, đầu nếu các bạn muốn cài map thì chẳng các bạn đã biết rồi, các bạn đầu tiên lên YouTube nha, lấy cái link trên YouTube nào đó. Các bạn đợi máy mình tí nhá. Rồi các bạn ấn, các bạn ghi là map Jackie đã có mặt trên Minecraft nha. Map Jackie đã có mặt trên Minecraft. Ok, rồi các bạn vào phần phần map Jackie Survival đã có mặt nha, của Banda ghi em gì ấy. Ok đó, rồi các bạn ấn thẳng vào cái chữ nha, ấn thẳng vào cái chữ này này, dòng chữ này nha, ấn thẳng vào rồi rồi nó sẽ cho bạn một cái link ở đây. Đây chính là cái link các bạn ấn tải về. Rồi thì mình đã tải. Ok, và bây giờ khi tải xong các bạn sẽ vào phần file của bạn, không cần tải gì nha, vào bộ nhớ thiết bị này, các bạn ấn vô download, rồi vào cái Jackie World vừa rồi của các bạn nha, một cái này này, đây này đó, các bạn giữ rồi ấn nhiều hơn nha, ấn nén. Đó, nén nha. Đấy. Đó, các bạn đợi nó giải nén ra. Rồi. Sau khi đã giải nén, nó sẽ có một file zip như này. Đó. Các bạn thoát ra. Đó. Các bạn thoát hết ra nha. Đợi mình tí nha. Đợi mình tí. Đợi mình chút. Ok. Và chúng ta nhắc đến đâu rồi nào? Ok, chúng ta giải nén xong hết rồi đúng không? Ok, rồi bây giờ các bạn nha, lên CH Play này, đó, các bạn lên CH Play nha, rồi các bạn ghi cái gì nhỉ? Master M này, A, S, T, R. Ngay ngay các bạn chọn vào cái phông chữ ngay trên đầu nha, format Minecraft này, các bạn ấn vô vào, rồi các bạn tải bậc thầy về Minecraft nha. Đó là mình đã tải sẵn rồi, còn những bạn nào chưa tải thì giờ tải về nha. Ok, sau khi tải các bạn ấn vào. Đó, sau khi tải các bạn ấn ấn vô cái phần mềm đó nha. Đó, các bạn ấn vào nha. Ok, rồi tiếp đến á, các bạn ấn vào chữ nhập này này, ấn chữ nhập, mình đang để chữ Movizen đây nha. Đó, các bạn ấn vào. Sau khi ấn, vì ra cái map của anh Jackie là map mà, các bạn ấn vào ngay phần đầu này này, ấn vào My Map. Đó. Rồi các bạn ấn ấn vô đây, đây này, ấn vô cái này này. Đây nha, ấn vô đấy nha, ấn vô đây nha. Đó, đừng bạn nào ấn vào bên cạnh nha, ấn vào ấy. Rồi các bạn vào cái file vừa rồi đấy, vào download, rồi các bạn ấn ấn vô Jackie World nha, ấn ấn Jackie World này, cái file zip này này đó. Rồi các bạn ấn vô chữ nhập, ấn chữ nhập nha. Thì mình đã làm rồi nên là mình không cần làm nữa. Bạn nào chưa làm thì làm nha. Ok. Và thoát ra. Mình sẽ cho những bạn nào chưa được nhìn thấy xem thế giới anh tí nha. Ok. Rảnh vãi lờ. Nào. Chúng ta vào game nha. Xứ lỗi cho mình nếu mà cái video này, cái màn hình chơi Minecraft hơi bé thì các bạn thông cảm cho mình nha. Máy mình nó bị lỗi là khi quay ngang nó sẽ bị bé màn hình đi nha.
Ok, các bạn thông cảm cho mình thì màn hình hơi bé nhỉ. Nếu mà màn hình bé thì các bạn thông cảm. Còn nếu màn hình to, nghiêng, ngang, đúng luôn thì các bạn không cần nhỉ. Ok, và đây những cái gì đó. What the fuck? Ok, và các bạn ấn vô play. Đó, các bạn, cái phần vừa rồi mình hướng dẫn là các bạn phải vào file Yakiwood zip nhá thì các bạn mới làm được. Ok, đây là thế giới của anh và đây phần cũ nha, cái link này phần cũ nha, mình chưa thấy cái nút bạc, cái nút bạc ấy thì mình chưa thấy nha. Đây nè, nút bạc đâu, nút bạc chưa có nha. Ok, và đây map lỗi nha các bạn, lỗi bị lỗi nha các bạn. Không tin xem mình nhá, cái map này rất rất là bị lỗi. Thì tháp Big Ben của anh Jackie đúng không các bạn, nó là cầu thang đi hình tròn nhưng đây map lỗi lại đặt thành cầu thang trèo như này nha các bạn. Nếu bạn nào tải về map lỗi là đừng mắng mình nha, đừng chửi mình nha. Ok, đó. Đây mình đi tham quan cho những bạn nào chưa được vào game chơi nha. Đó, và đây cái cối xay gió và tượng thần nữ thần, tượng nữ thần tự do chưa có nha. Ok, đây là cái tên nổi của anh. Đó. Và đây là một cái cây được cái đường mà anh ấy làm. Ok. Đó. Map anh rất là đẹp nha. Đấy. Nhưng mà mình chả biết mấy cái gì trên trời nữa. Lúc mà mình mới vào map em mấy cái gì trên trời này. Mình cũng chả biết. Lúc mới vào map nó đã có rồi. Mình cảm giác như là anh ấy xây cái thế giới này là để chơi Skyward ấy. Đó. Mình cũng chả rõ nữa. Đó. Đấy. Mình chả biết thế giới này ở đâu nha. Đừng bạn nào bảo là mình xây nha. Nếu bạn nào bảo mình xây mình rất là đau lòng nha. Ok, và có lẽ video của mình kết thúc tại đây. Ok, và nếu bạn nào thấy hay hãy like, subscribe, share để mình có nhiều cơ hội làm thêm những clip mới. Ok, tạm biệt các bạn, chào anh em. Ok, và hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Nghĩa Gamercast đây. Và hôm nay mình xem trên mạng thấy cái map thăm nhà anh Jackie cuối cùng cũng được ra mắt. Ok, và có nhiều bạn ở dưới video hỏi mấy người đó là cài map vào như nào, thì mình đã lấy được cái link về tìm hiểu cách cài map cho những bạn nào chưa biết nha. Ok, nếu các bạn muốn cài map thì chẳng các bạn đã biết rồi, các bạn đầu tiên lên YouTube nha, lấy cái link trên YouTube nào. Đó. Các bạn đợi máy mình tí nhá. Rồi, các bạn ấn, các bạn ghi là map Yaki đã có mặt trên Minecraft nha. Map Yaki đã có mặt trên Minecraft. Ok. Rồi các bạn vào phần phần Map Jackie Survival đã có mặt nha của Banda GM gì ấy. Ok. Đó. Rồi các bạn ấn thẳng vào cái chữ nha, lên CH Play này. Đó. Các bạn lên CH Play nha. Rồi các bạn ghi cái gì nhỉ? Master M này. A S TR. Ngay ngay các bạn chọn vào cái phông chữ ngay trên đầu nha. For Minecraft này các bạn ấn vô vào. Rồi, các bạn tải bậc thầy về Minecraft nha. Đó là mình đã tải sẵn rồi. Còn những bạn nào chưa tải thì giờ tải về nha. Ok, sau khi tải các bạn ấn vào. Đó, sau khi tải các bạn ấn ấn vô cái phần mềm đó nha. Đó, các bạn ấn vào nha. Ok, rồi tiếp đến ạ.
Các bạn ấn vào chữ nhập này này. Ấn chữ nhập mình đang để chữ Movizen đây nha. Đó, các bạn ấn vào. Sau khi ấn, vì ra cái map của anh Jackie là map mà, các bạn ấn vào ngay phần đầu này này. Ấn vào My Map. Đó. Rồi các bạn ấn ấn vô đây. Đây này, ấn vô cái này này. Đây nha. Ấn vô đấy nha. Ấn thẳng vào cái chữ này này, dòng chữ này nha. Ấn thẳng vào. Rồi nó sẽ cho bạn một cái link ở đây. Đây, chính là cái link. Các bạn ấn tải về. Rồi, thì mình đã tải. Ok. Và bây giờ khi tải xong, các bạn sẽ vào phần file của bạn, không cần tải gì nha. Vào bộ nhớ thiết bị này. Các bạn ấn vô download. Rồi vào cái Jackie Word vừa rồi của các bạn nha. Một cái này này. Đây này. Đó. Các bạn giữ. Rồi ấn nhiều hơn nha. Ấn nén. Đó, nén nha. Đấy. Đó, các bạn đợi nó giải nén ra. Rồi. Sau khi đã giải nén, nó sẽ có một file zip như này. Đó. Các bạn thoát ra. Đó. Các bạn thoát hết ra nha. Đợi mình tí nha. Đợi mình chút. Ok. Và chúng ta nhắc đến đâu rồi nào? Ok. Chúng ta giải nén xong hết rồi đúng không? Ok. Rồi bây giờ các bạn nha. Ấn vô đây nha. Đó, đồng bạn ấn vào bên cạnh nha. Ấn vào. Đấy. Rồi các bạn vào cái file vừa rồi đấy. Vào download. Rồi các bạn ấn ấn vô Jackie Word nha. Ấn ấn Jackie Word này. Cái file zip này này. Đó. Rồi các bạn ấn vô chữ nhập. Ấn chữ nhập nha. Thì mình đã làm rồi nên là mình không cần làm nữa. Bạn nào chưa làm thì làm nha. Ok. Và thoát ra, mình sẽ cho những bạn nào chưa được nhìn thấy xem thế giới anh tí nha. Ok, rảnh vãi lờ. Nào. Chúng ta vào game nha. Xứ lỗi cho mình nếu mà cái video này, cái màn hình chơi Minecraft hơi bé thì các bạn thông cảm cho mình nha. Máy mình nó bị lỗi là khi quay ngang nó sẽ bị bé màn hình đi nha. Ok, các bạn thông cảm cho mình thì màn hình hơi bé nhỉ. Nếu mà màn hình bé thì các bạn thông cảm. Còn nếu màn hình to, nghiêng, ngang, đúng luôn thì các bạn không cần nhỉ. Ok, và đây những cái gì đó. What the fuck. Ok, và các bạn ấn vô play. Đó, các bạn, cái phần vừa rồi mình hướng dẫn là các bạn phải vào file Jackie Code nó zip nhá. Thì các bạn mới làm được. Ok, đây là thế giới của anh. Và đây phần cũ nha, cái link này phần cũ nha, mình chưa thấy cái nút bạc. Cái nút bạc ấy thì mình chưa thấy nha. Đây nè. Nút bạc đâu? Nút bạc chưa có nha. Ok, và đây map lỗi nha các bạn. Lỗi, bị lỗi nha. Các bạn không tin xem mình nhá. Cái map này rất là bị lỗi. Thì tháp Big Ben của anh Jackie đúng không các bạn? Nó là cầu thang đi hình tròn, nhưng đây map lỗi lại đặt thành cầu thang trèo như này nha các bạn. Nếu bạn nào tải về map lỗi thì đừng mắng mình nha. Đừng chửi mình nha. Ok. Ok. Đó. Đây, mình đi tham quan cho những bạn nào chưa được vào game chơi nha. Đó, và đây cái cối xây dấu á. Và tượng thần, nữ thần tự do chưa có nha. Ok, đây là...